Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái dự án đến từ cái dự án BLB Lyrion. Thì chúng ta sẽ làm cái kèo AROP này để chúng ta nhận miễn phí 100 cái token BLGL xấp xỉ 40 đô. Và mỗi một người giới thiệu, bạn giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 20 cái token xấp xỉ 8 đô. Ok, thì xin mời các bạn hãy cùng mình bấm vào nút Start để chúng ta bắt đầu làm cái kèo AROP này. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào ROI AROP. Ở đây thì có những cái nhiệm vụ chính như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ ROI cái Telegram Group. Các bạn bấm ROI cho mình. Rồi, ở đây mình sẽ copy cái nội dung ở đây. Mình comment vào đây để cho con bot nó xác nhận mình đã tham gia cái nhiệm vụ này. Rồi tiếp theo các bạn follow Twitter và chia sẻ lại cái bài viết của họ. Ở đây các bạn bấm theo dõi cho mình nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy chọn một cái bài, các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Đó. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại cái phần nhiệm vụ. Ở đây thì chúng ta còn cái nhiệm vụ nữa, đó là roi cái Discord channel. Các bạn bấm chấp nhận. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Giờ các bạn quay trở lại cái phần nhiệm vụ. Chúng ta sẽ join cái Telegram của nhà phân phối kèo AROP. Rồi, tiếp theo thì các bạn hãy... Tiếp theo các bạn back lại chúng ta follow Twitter. Ở đây thì các bạn bấm theo dõi nhé. Rồi, ở đây cái bài này thì các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Tiếp theo các bạn quay trở lại cái con bot, chúng ta làm cái nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi các bạn làm xong hết các cái nhiệm vụ thì các bạn bấm vào đây để chúng ta đăng ký. Các bạn nhập cái mã captcha cho mình. Thì cái mã captcha ở đây là cái book, thì nó là cái hộp nhé các bạn. Thì các bạn chọn hình cái hộp, các bạn chấm vào. Tiếp theo yêu cầu mình gửi cái địa chỉ email thì các bạn xác nhận cái địa chỉ email vào đây. Rồi tiếp theo mình sẽ gửi cái địia chỉ ví BEP20 Smart Chain, thì các bạn có thể lấy ở trên cái ví chốt Coinnet hoặc là MetaMask đều được. Thì mình sẽ lấy ở trên cái ví chốt. Ở trên cái ví chốt thì các bạn chọn cho mình cái dòng Smart Chain, các bạn bấm nhận này. Chúng ta sẽ sao chép cái địa chỉ ví. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp theo là yêu cầu mình gửi cái địa chỉ link trang cá nhân Twitter. Thì để lấy được cái link này thì các bạn phải khởi động lại cái app Twitter nhé. Sau đó thì các bạn bấm vào avatar ở đây. Các bạn bấm vào hồ sơ cho mình. Tiếp theo bấm vào 3 chấm. Bấm vào nút chia sẻ. Đó, chúng ta sẽ sao chép cái link trang cá nhân. Chúng ta dán vào đây. Rồi, mình còn một cái nhiệm vụ nữa, các bạn bấm vào đây cho mình. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều và chúng ta sẽ chia sẻ lại cái bài này của họ. Ở đây thì các bạn có thể comment một số những cái nội dung tích cực về cái dự án này. Ở đây thì mình đã soạn sẵn một cái nội dung về cái khen ngợi về cái dự án này. Sau đó thì mình sẽ bấm tăng 5 người bạn vào, 3 người bạn vào. Các bạn có thể tăng bao nhiêu cũng được, tùy ý các bạn. Nhưng mà thấp nhất là các bạn phải tăng đến 3 người bạn. Rồi, sau đó các bạn bấm trả lời. Ở đây thì các bạn bấm xem. Chúng ta sẽ bấm vào nút chia sẻ và đây các bạn sẽ sao chép cái liên kết nhiệm vụ của các bạn, dán nó vào cái phần này. Rồi. Ở đây thì chúng ta còn cái nhiệm vụ Discord thì các bạn bấm vào đây. Ở đây thì mình làm rồi thì phải. Mình làm rồi thì mình sẽ gửi cái username Discord vào đây. Các bạn bấm vào tôi đã làm. Đấy, các bạn gửi cái username Discord vào đây. Thì để lấy được cái username này thì các bạn hãy đăng nhập vào cái app Discord thì các bạn lấy ở trong trang cá nhân nhé. Đấy, các bạn copy nguyên như này các bạn gửi vào. Rồi tiếp theo hỏi mình đã join cái nhóm này chưa, mình làm rồi.
Holochitter chưa? Mình cũng làm rồi. Rồi, sau đó các bạn bấm đô. Rồi như vậy là cái nhiệm vụ chúng ta đã xong nhé. Các bạn copy cái liên kết này, các bạn chia sẻ đến cho bạn bè để các bạn nhận thêm cái đồng token này. Tức là mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 20 cái đồng token này nhé, xấp xỉ 8 đô, cực kỳ là ngon. Đó. Các bạn bấm menu cho mình. Các bạn bấm vào đây để chúng ta kiểm tra số dư. Đó, sau khi mình làm xong kèo iRope thì mình nhận được 100 cái đồng token BNGT và L xấp xỉ 40 đô và giới thiệu thì chưa. Các bạn bấm menu cho mình. Tiếp theo các bạn bấm vào đây. Ở đây cái quan trọng nhất là các bạn để ý cho mình ở cái dòng này. Nó sẽ phân phối cái token cho chúng ta bắt đầu từ sau vòng 1 tháng sau khi kết thúc iRope. Rồi, ok thì cái video chia sẻ cái kèo iRope để chúng ta nhận miễn phí 100 cái đồng token BLGL xấp xỉ 40 đô. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.